Xin mời quý vị xin Chúa sáng soi cho chúng con được biết sự phái ta cùng đi làm xin Chúa giúp giải cho con kinh nghiệm chính con cùng với sự cơ hội hoàn thành và Chúa Giêsu là đứng vào lòng thương xót. Hôm nay chúng con tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Thị Đến, chị ở tỉnh Long An, bệnh chị đồng phục Chúa. Chúng con xin Chúa chúc phúc lành cho chị và chữa lành cho chị. Xét theo thời gian thì các bác sĩ đã chạy rồi, thì chúng con cũng không thể nào mà hơn các bác sĩ ở thời gian được. Nhưng chúng con có niềm tin vào Chúa là đứng vào lòng thương xót, chữa lành cho chị. Xin Chúa chúc phúc lành cho chị. Xin anh em cộng đồng mạng cầu nguyện cho chị đến, cũng như cầu nguyện cho huynh ở đây, cầu nguyện cho các tâm đoàn huynh ở đây để mọi người sẽ cầu nguyện lời cảm ơn cho cộng đồng. Chúng con cầu xin ngài Đức Kitô chúa chúng con, cha và con xin mời mọi người nghe. Lần đầu tiên chúng con tiếp thầy đi ha, chúng con tiếp thầy ở đây với một bệnh nhân mới là chị Đến ha. Hôm nay mình tiếp bệnh nhân xong rồi chắc mình mời đoàn xuống uống miếng nước ha, hoặc là dùng miếng cơm nhẹ gì đó ha. Mình đây đi đây được mấy người? Thì cũng khoảng 8 người. 8 người nhưng mà có ai ở lại luôn, phải có người luôn. Dạ có. Ai? Mẹ của hai đứa con. Dạ. Chị Đến bị bệnh này mấy năm rồi? Một năm rưỡi rồi. Sao tới giờ chị mới biết ở đây? Không mấy thôi chị biết. Vậy hả? Thấy không bớt. Mới qua đây. Cái đang điều trị không có bỏ cuộc. Đang điều trị không bỏ cuộc được. Vì cuối cùng là phải... Vì cuối cùng bỏ hay là hết? Thôi như là bác sĩ nói là không có biết. Không có thuốc chữa. Thôi như là kỳ cái thứ thì thôi còn mình điều trị bác sĩ cũng dẫn cho thuốc nhưng mà thấy không bớt là mình sức khỏe đâu có để dùng thuốc nữa đâu. Sức khỏe không còn. Sức khỏe không còn. Cái thuốc kia nữa. Chị Đến ở Long An, gốc ở Long An hả? Ở Thủ Thừa. Thôi là ở tại đó luôn, đó giờ ha. Kế nhà thầy không? Kế chùa thầy không? Kế cũng gần, cách nhau khoảng chưa đầy cây số. Vậy à? Tức là mới biết cái tình hình ở đây chữa ung thư là mới đến thôi. Dạ. Chứ phải biết sớm nên chữa sớm hết lâu rồi. Bây giờ ở đây chữa bệnh thì có nhiều cái khó lắm. Cái khó về cho người bệnh là cái phác đồ, cái phác đồ để chữa bệnh ung thư. Vậy thì cha cũng thấy được rằng cái phác đồ này rất là khó, nhưng mà cha cũng không thấy người bệnh nào chạy phác đồ này trên. Không biết lý do sao mà không chạy. Có lẽ là phác đồ này nó hết người được nha. Ở đây cha đã từng chữa bệnh ung thư bắt đầu từ năm 2002, từ tháng 4 năm 2018 đến nay là tháng 9 rồi. Thì hiện giờ là cha đã cho ra viện là mười mấy ca bệnh nhân y. Trong đó có nói chung là bệnh nhân y nhiều nhất là bệnh ung thư. Trong đó cũng có bốn ca ung thư vú ha. Thì bệnh ung thư vú đây cũng thêm một ca nữa, cũng không phải là khó trị. Đối với đây cũng không phải là khó trị. Nhưng cái bệnh này nó hơi căng một chút là do bởi là bệnh nhân này đã được quá trị 10 đợt, tức là cơ thể bây giờ nó đã tạm gọi theo cái từ ở nhà quê mình là lờm thuốc rồi nha. Thì còn nước thì còn sạch nha. Điểm thứ hai nữa là bệnh nhân này đã di căn lên não và di căn vào xương nha. Thì thôi thì đã đến đây rồi thì coi như mình đã mang một cái án tử rồi. Vậy thì điều tra mong mỏi rằng là không phải mình trị một cách bằng thuốc mà hết, mà mình còn trị bằng niềm tin nữa thầy nhé, còn phải trị bằng đức tin nữa. Thì đức tin ở đây thì diễn ra là đức tin vào Chúa, còn có một số người đạo Phật thì tin vào Phật, còn
cô đến này thì xin vào bên cao đài, bên đó là Tam Giáo Quy Nguyên, gọi là Đại Đồng, Tam Giáo Đại Đồng. Thì bên đó cũng vậy thôi, cũng là những cái tinh hoa của bên Đức Giê-xu, rồi cái tinh hoa bên Đức Phật, tinh hoa bên Đức Thầy hay là Đức Mẹ hay là Bồ Tát, tất cả đều gom là những tinh hoa đó. Nhưng ở bên cao đài, ở bên cao đài nó có một hay như thế này, là đối với đạo Phật thì ăn chay, gọi là ăn trai hoặc ăn mạng, ăn mạng là ăn mạng sống, ăn trai là ăn cây cọc. Còn đối với cao đài là ăn thanh hoặc là ăn trường, thấy không? Ăn thanh là ăn sạch, ăn trường là ăn dơ. Vậy sao mình không ăn thanh luôn mà mình ăn trường vậy hả? Tại vì sở thích của nhân sanh, sở thích của con người, con người của nhân sanh mình nó cũng không buộc họ được. Mình thích cái người nào mà được là thanh, người nào được uống liếu kéo người ta. Đó là cái người ta hiểu theo cái truyền thống của ông bà, thấy không? Truyền thống của ông bà mình để lại là mày thích ăn thanh là ăn thanh, mày thích ăn trường là năm 2015 cha có tiếp một anh chàng từ bên Mỹ vậy đây, ảnh năm nay 60 tuổi, ảnh là đạo cao đài, cũng toàn bộ là ăn trái cây, tướng cao to hơn cha thứ 8 là ảnh thứ 9 là một hè chỉ ăn trái cây. Anh thấy cha trọng lắm dư gan là mê vô cùng, tới giờ ăn là hốt dư gan luôn. Vậy thôi chứ không có ăn cơm ăn gạo mà mập mạnh khỏe dữ lắm nha. Thế nhưng mà ổng cũng không nhận ra là tại sao mình không ăn trái cây, ổng cũng không nhận ra là tại sao mình không ăn động vật mà mình ăn trái cây mà mình không ăn cơm. Giống như là bên đạo Phật thì người ta cũng chỉ nhận ra chỗ là ăn trai ăn mạng thôi, còn đạo cao đài thì ăn thanh và ăn trường, người ta chỉ nhận ra tới chỗ này, ta không nhận ra thêm được. Thì như sư huynh mới nói thì đó là do bởi sở thích của nhân sanh, anh muốn ăn gì anh cứ ăn. Như vậy thì bây giờ mình phải sửa ngay chỗ này, vì cái chỗ này là chỗ quan, cái chỗ quyết định, cái mấu chốt cái chỗ là không phải là anh thích hay là anh không thích, nhưng mà cái mấu chốt cái chỗ là đúng hay là sai. Ví dụ như giờ mình nói là bây giờ sáng hôm nay ta thức dậy ha, là 5 giờ sáng, thì đây là một cái gọi là giống như là một cái gọi là, nó không phải là cái thức dậy, nó là một thói quen. 5 giờ thì ta thức dậy ha, vậy thì bây giờ ta không thích thì 6 giờ ta thức ha, rồi ta thích là 4 giờ ta thích, hoặc là ta không thích nữa thì 3 giờ ta thích, hoặc là không thích đúng giờ là 5 giờ. Trong con người ta nó có 3 chuyện: một là thói quen, hai là truyền thống, ba là lẽ sống. Cha nói như vậy để con hiểu được, con hết bệnh nha. Cha nói xong là con hết bệnh 50%. Trong con người ta nó có 3 cái điều yếu tố: một là cái thói quen, hai là cái truyền thống, ba là cái lẽ sống. Vậy thì cái thói quen là gì? Là một cái điều được lặp đi lặp lại nhiều lần, đó là một thói quen. Ví dụ như sáng tôi thức dậy 5 giờ, đây là một thói quen của tôi. Mà thức dậy 5 giờ sáng là được gọi là một thói quen tốt. Hoặc là một thói quen là sáng nào 5 giờ thức dậy cũng đi đá gà quýnh bài, đây là thói quen mà thói quen. Thói quen nó có hai loại, một là thói quen tốt hay là thói quen xấu. Vậy thì trong con người ta nó có ba cái điều kiện mà người ta để hoài. Một là thói quen, vậy thì sáng 5 giờ tôi thức dậy, đây là một thói quen, mà thói quen này đối với tôi là thói quen tốt. Tại sao tốt? Tại vì 5 giờ sáng là âm dương chi giao, tức là tối nhường cho sáng, rồi chiều 5 giờ là sáng nhường cho tối. Vậy thì
giữa cái âm và cái dương mà chúng ta thức vào lúc 5 giờ sáng là chúng ta hưởng được một cái ánh sáng nó đã lấn át cái bóng tối, để cơ thể của chúng ta sẽ hấp thụ được rất là nhiều về mặt không khí hay là về mặt thượng đế, chúng ta cũng cầu nguyện được rất là nhiều, vân vân. Đó là về mặt niềm tin. Còn về mặt cơ thể chúng ta thức vào 5 giờ sáng là một thói quen tốt để chúng ta cảm nhận được âm nhường cho dương, tức là bóng tối nhường lại cho ánh sáng. Còn có những người thức dậy vào 5 giờ sáng để đi ra gà của bà, ví dụ như đó cũng là thói quen, mà thói quen xấu. Một cái điều kiện thứ hai trong con người truyền thống. Ví dụ như bây giờ truyền thống của người Việt Nam chúng ta là người phụ nữ là phải là đi nhà thờ phải bằng áo dài, hoặc là đi chùa cao đài phải bằng áo dài, ví dụ vậy. Đây là truyền thống. Thế là hoặc là phải bằng áo bà ba nhân dân, hoặc là phải bằng quần tây, quả áo sơ mi quả áo vô quần, gọi là truyền thống. Đó là một truyền thống. Mà cái thói quen thì mình có thể bắt được, nhưng mà cái truyền thống thì mình không, khó bác bỏ. Truyền thống nó lâu đời, nó lâu đời bác không được. Nhưng mà cái mà tuyệt đối anh không được bác nữa là lẽ sống. Cái lẽ sống anh không được bác. Thí dụ như bây giờ hàng ngày tôi sống với vợ tôi thì vợ tôi chính là lẽ sống của tôi. Vậy thì giờ anh tóc vợ tôi ra tôi chịu không? Đây giống như một lẽ sống tôi không chịu được. Cũng giống như bây giờ hàng ngày tôi không chấp nhận cái cơn bệnh trong người tôi, vì nó không thể ở trong người tôi được. Vì trong người tôi, cái lẽ sống của người tôi là tôi phải mạnh khỏe, tôi phải tìm cách thử nó ra. Vậy cái thói quen mình có thể bỏ được, lặp đi lặp lại mình có thể bỏ được, nhưng truyền thống khó bỏ, mà lẽ sống thì không bỏ được nữa. Vậy cái chỗ này mới là lẽ sống này. Ông bà tổ tiên mình sinh mình ra cho mình ăn đủ mọi loại thứ, là khi mình đã ăn quen hết rồi thì bây giờ mình cho đó là lẽ. Vậy mình bỏ được không? Hết nè, mình không bỏ được nữa. Vậy lúc này đây mình ăn động vật, ăn cây cỏ, ăn đủ thứ, ăn trái cây, đó là lẽ sống tôi không bỏ được. Lẽ sống của tôi, đó là huyết mạch và sự sống của tôi không bỏ được. Vậy thì từ cái chỗ mà lẽ sống anh không bỏ được đó, tôi mới đưa anh trở về chỗ là ăn thanh hoặc ăn trượt. Hết nè, vì anh không bỏ được cái lẽ sống này mà chúng tôi biết cái điều này là điều sai, mà chúng tôi không bắt anh được vì anh cho đó là lẽ sống, cho nên tôi hạ cái cấp đó xuống anh là ăn thanh hoặc ăn trượt để anh đỡ cái đau khổ. Hết nè, để anh đỡ đi, để anh đỡ đi cái mà anh không bỏ được. Đây là lẽ sống. Hàng ngày tôi phải ăn động vật nè, đây là lẽ sống của tôi, tôi không bỏ được nữa. Nhưng mà người ta biết mày ăn cái này là mày không tốt. Những bậc chân tu á, là Chúa, Đức Phật, Đức Thầy á, là biết ăn cái này là không tốt nữa. Vậy thì bây giờ tôi biết anh ăn không tốt, nhưng mà vì đó anh cho nó là lẽ sống, tôi không cách nào tôi bỏ anh được, tôi cấm anh được. Vậy thì tôi hạ anh xuống là ăn thanh hoặc là ăn trượt, để anh đỡ ăn tập trung. Thấy vậy không? Để đỡ tập trung ăn cái thứ này. Vậy hạ xuống ăn thanh hoặc là ăn trượt. Rồi bên đạo Phật hạ xuống ăn trai hoặc là ăn mặn. Rồi bên đạo Công giáo thì ăn thẳng luôn, trực tiếp luôn, không có nó lẻ liếc gì đâu. Còn này giờ đây nó sự sống của mình rồi, chỉ là bi đông công tăng không ăn thôi, mà ốc sơn không được hết đó. Vậy thì đối với đạo Phật thì người ta hạ xuống cái lẽ sống, người ta bắt cũng được. Hà nãy mình nói truyền thống khó bác, vậy lẽ sống sao bác được? Đó nè, vậy lẽ sống không bác được thì bây giờ ta hạ xuống ăn thanh hoặc là ăn để đỡ hơn, hoặc là ăn trai hoặc là ăn mạng để đỡ hơn. Đó nè, vậy tại sao người ta không bác được cái lẽ sống này mà ta phải hạ xuống ăn thanh hoặc ăn trượt? Là bởi vì con người ngày hôm nay họ mê muội, họ cố chấp, họ không còn nghe bất kỳ một điều gì mà người khác khuyên nhủ họ, vì họ cho đây chính là lẽ sống rồi. Giống như đây là người vợ của tôi thì không ai có thể mà tách người vợ tôi ra được, đó là lẽ sống của tôi. Nè, đó là lẽ sống của tôi không bỏ được. Vậy ngay cái chỗ này là chỗ người ta sai cái lẽ sống này. Bây giờ mình làm sao để cho người ta
ta không sai chỗ đó. Vậy thì qua bao nhiêu đời thì lời của Thượng Đế, gọi là lời của Chúa, lời của Phật đã được tục hóa, tức là con người dựng lại hết những lời. Giờ đây cái lời trong cuốn Kinh Thánh, cái lời trong cuốn Kinh Phật, kinh điển của Phật, Kinh Thánh của Chúa, hay là bút tích của bên đạo Cao Đài, thế nào, tất cả những cái lời này được tục hóa, được con người đạo diễn cường điệu lại hết. Hiện giờ trong cái cuốn Kinh Thánh nó chỉ còn cái ý của Chúa, trong cuốn Kinh Phật nó chỉ còn cái ý của Phật, trong cái cuốn mà bút tích của Cao Đài chỉ còn ý của bút tích đó thôi. Còn con người đã biến cái ý đó, biến cái lời đó thành lời của phàm nhân, mất đi, chỉ còn ý đó, chứ không còn cái lời của ông Chúa hay là ông Phật đó, mất hết. Phàm nhân đã làm cho cái lời đó hạ thấp cái lời đó xuống rồi, trở thành cái lời của phàm nhân. Vậy thì hiện giờ còn cái ý của Chúa, cái ý của Phật, cái bút tích của Thượng Đế. Bên Cao Đài là bút tích của Thượng Đế đúng không? Vậy cái ý của Chúa là gì, ý của Phật là gì, cái bút tích của Thượng Đế là gì? Là đây ta ban cho các ngươi mọi thứ cỏ mà giống và mọi thứ cây có trái mà giống làm lương thực cho các ngươi. Đây là cái ý của trời nè, lời của trời nè. Nhưng mà đây ta ban cho các ngươi mọi thứ cỏ mà hạt giống, mọi thứ cây có trái mà hạt giống làm lương thực cho các ngươi. Nhưng mà con người ngày hôm nay không chịu ăn, bắt đầu sang qua ăn thanh vậy. Thấy chưa? Quên đi cái lời này thiếu rồi, biến cái lời này trở thành cái lời ăn thanh vậy. Và tự nhiên họ coi cái động vật chính là lẽ sống của họ, họ biến. Do vậy mà ngày hôm nay mới ra cái chuyện mà đau ốm, bệnh tật, ung thư, chết chóc, nan y, không ai chữa trị được hết. Vậy thì mọi người đang có mặt ở đây, mọi người đang ngồi ở đây, ít nhất là phải 50% là mọi người phải tin tưởng ai chữa được. Nghe qua biết bao nhiêu ca ứng nghiệm, mọi người phải suy nghĩ là mình phải tin được 50%. Nhưng đối với cha con phải tin 100%. Bởi vì giờ đây cha không dẫn con trở về cái con đường ăn thánh giảng trực, mà cha dẫn con về ngay cái lời của Thượng Đế đó. Cái bút tích của Thượng Đế là con phải ăn cây cỏ mang hạt giống, đó là thức ăn dành cho con. Con hiểu chưa? Vậy thì nếu từ ngày xưa đến giờ mà con ăn đúng cái thức ăn này thì chưa hẳn con mắc những bệnh này. Nhưng mà tại vì con không chịu ăn, con biến cái lời của trời thành cái lời của con là ăn thanh nhãn trượt. Trên đời này lời của ông trời nó còn biến được, mà lời của thế gian nó nhầm nhò gì, phải vậy không? Con thấy đúng vậy không con? Lời của ông trời nè, đọc đó, ha. Đây ta ban cho các ngươi mọi thứ cỏ mà, đó là lời của ông trời. Mà tụi con biến nó qua thành ăn thanh nhãn ăn trượt, biến nó qua thành ăn trai và ăn mạng. Còn đạo Công giáo bác cái lời này luôn, lời này không có, ăn sạch dẹp lời này. Cao Đài, Hòa Hảo, Phật giáo còn biến cái lời này qua ăn thanh, ăn trượt, ăn trai, ăn mạng. Còn đạo Công giáo dẹp luôn cái lời trời. Có phải thế gian này đang bị nạn? Có phải thế gian này đang bị nạn? Nhưng mà tại làm sao mà cha dẫn con về với cái lời của ông trời? Là bởi vì cha biết cái lời này sẽ cứu sống con. Vì ngày xưa Thượng Đế đã an bài cho con cái thức ăn này nè. Nếu con ăn cái thức ăn này thì con sẽ được chúc phúc của Thượng Đế. Mà con trái lại con không chịu ăn cái thức ăn là cây cỏ mà ăn giống, mà con ăn cái con động vật, và con nói đây là lẽ sống của tôi, không có là tôi chết. Chết thiệt đó con, chết thiệt, ung thư thiệt. Đấy. Vậy thì bây giờ cái cô này bị ung thư, vậy cô này có bị không? Cũng ăn chung đó mà sao không bị? Chưa nghe con, chưa nghe con, chưa bị. Nha. Ngày mai này mình sẽ bị ung thư rồi, lúc đó mình mới khổ. Không biết ai sẽ là người cứu chữa mình đây. Nha, cha nói trước. Vậy
Cha nói cho con biết cái chỗ con bệnh là do con bác đi cái lời của ông trời mà con hạ xuống thành ăn thanh và ăn trược. Rồi con hạ xuống cái ăn thanh ăn trược, nó ăn trực tiếp vô động vật luôn. Mà thực sự con có ăn chay không? Ăn chay trường mấy chục năm. Ủa vậy con chết bà là con ăn chay trường cho con bệnh. Đó, bệnh nghiệp. Cuối cùng thì con sẽ đưa nó qua kết quả là bệnh bệnh nghiệp. Chị không nói đưa qua bệnh nghiệp. Chứ giờ em đã hiểu là em trai mấy chục năm rồi này. Ừ. Vậy mà sao bệnh? Bởi vì không hiểu đi. Bởi vì đi coi để thầy giảng. Trời ơi, mình gương ra. Cái đó nha. Con nghĩa. Chắc là mình trai không bệnh với mẹ. Rồi, giờ cho nói cho con nghe chỗ con trai mình con đau. Tại sao ông nói tôi ăn thanh ăn được mà nó tuổi này nó ăn động vật không mà nó bệnh mà tôi ăn chay tôi bệnh. Tức quá trời tức. Mà bệnh. Còn cái đám nó ăn động vật hầm hầm mà nó không bệnh. Tức không. Vậy lời của ông trời nằm chỗ nào. Vậy cái bắt đầu con đổ thừa qua bệnh nghiệp. Thấy không nè. Qua bệnh nghiệp thôi. Còn bên đạo công giáo là đền nợ máu không. Vậy cha giải thích cho con nghe chỗ này nha. Do bởi cái ở bên đạo Phật ta gọi là cái mầm sống, tức là cái nhân, nhân quả. Cái nhân là cái chủng tử. Tóm lại là cha nói cái tinh trùng động vật dễ hiểu nhất, đúng không? Còn ở bên đạo Phật gọi là cái chủng tử hay là cái mầm sống. Thí dụ như bây giờ cha nói con nghe nè, bây giờ con giờ con móc một nắm lúa lên ha, là con cho đây là một nắm lúa giống. Nhưng mà trong một nắm lúa giống này nè, có hột thì nó bị sứt mẻ, có hột thì nó bình thường, thì con rải xuống đất là nắm lúa này lên hết á. Nhưng mà cái hột mà nó tròn vo thì nó sẽ lên cây lúa ngon lành. Còn cái hột mà nó bị sứt mẻ rồi nó vẫn lên cây lúa ngon lành, nhưng mà tới ngày nó trổ nó lại bị ung thư hay là bệnh tật hay là ít hột hơn. Vậy là do cái mầm sống của nó là nó bị mắc nạn ngay chỗ này. Đó nè. Vậy thì bây giờ đây là người cha, đây là người mẹ. Người cha và người mẹ ăn động vật, đúng chưa? Vậy thì người cha này tinh trùng động vật truyền cho người mẹ là cái cơ thể động vật, đẻ ra một đứa con là động vật. Vậy con dù con ăn chay trường 30 năm, con vẫn còn cái mầm sống con là động vật. Con vẫn phải mắc những cái căn bệnh đó. Thí dụ như bây giờ đây là một cái ống thun, đây là một cái bong bóng. Mà con để bong bóng bình thường con không thấy nó gì đó. Phải con thổi hơi vô, con thổi hơi vô nữa bong bóng con không thấy mặt trăng. Bắt đầu vài bữa con thổi hơi vô nữa, thổi nhiều hơn nữa nó xì mặt trăng ra. Giống như là tới một ngày một giờ nào đó cái mặt trăng nó xì, mà bản chất của nó đã có mặt trăng rồi. Đúng không? Cái từ trong cái khuôn nó đứt ra nó đã có cái mặt trăng mà mình không thấy. Do bởi mình xài không tới đó. Sẽ có một ngày nào đó con xài tới lúc nào đó nó xì cái mặt trăng ra là nó bệnh. Mà thực sự cái bong bóng mới mua về tôi thổi lên tôi thấy bình thường, không thấy mặt trăng. Nhưng mà sao tôi xài 3-4 ngày sau cái bắt đầu tôi bơm hơi vô tôi thấy nó xì mặt trăng ra. Vậy bản chất của bong bóng này đã có mặt trăng chưa? Nó có một cái con sâu trong này. Thì bản chất cái tinh trùng của người cha người mẹ là tinh trùng của con động vật. Thì khi đẻ mình ra rồi mình vẫn ăn chay cỏ đó, mình ăn chay trường đó, nhưng mà bản chất của mình đã mắc một cái căn bệnh từ đó rồi, từ trong cái mầm sống của người cha người mẹ. Hiểu thêm rồi ha. Vậy thì bây giờ mình không tức tại sao tôi ăn chay mà tôi bị ung thư, phải vậy không? Mình không tức nữa, hiểu lần chưa? Coi như tôi bị ung thư là bởi vì tôi mang một cái mầm sống của con động vật mà tới ngày tới giờ nó mới xì ra, vậy là may mắn đó. Còn nếu thôi rồi nó ung thư banh xác rồi còn kịp thời chữa này chứ thôi banh xác không. Con biết mình cũng chọn đó là bởi vì cái chủng tử của con là động vật, phải không nè? Vậy thì tới một ngày nào đó nó sẽ xì ra, giống như cho nó cái bong bóng vậy đó. Tới ngày nào đó nó xì cái mặt trăng ra là thế nào nó cũng vậy. Vậy thì bây giờ mình ăn chay là để khống chế lại cái bệnh này và để đẩy lùi cái mầm ung thư này nha. Chứ đâu phải là mình nói mình ăn chay mà mình không bệnh. Tại vì cái tinh trùng của người cha là tinh trùng của con động vật, nó là như thế nha. Còn nếu mình nói là bệnh nghiệp
Thượng Đế an bài cho mình là sau khi cái lục đại hồng thủy của Noe, Thượng Đế an bài cho mình có 120 năm thôi. Nhưng mà khoa học họ đếm từ tới 140 năm. Vậy thì bây giờ mình sống tới đó là tự động cơ thể mình hết hạn sử dụng chết. Hết hạn sử dụng này đó. Nhưng trong quá trình mình sống chưa hết hạn sử dụng thì mình bị mắc một cái bệnh đó, là do cái chủng tử mình từ đó đã bị rồi, nhưng chưa tới ngày nó phát sinh. Còn có những người là chủng tử đã là động vật rồi, thì ăn động vật nữa thì nó phát sinh lẹ. Giống như giờ 30-40 tuổi là ung thư đầy, không nè. Còn bà tới đây bà ung thư là coi như nó chậm, không nè. Nhưng ngược lại, trong cái rủi nó có cái may, trong cái xui nó có cái hên. Mình ăn chay 30-40 năm mà mình ung thư, mình được ông này ông dẫn về là quý vô cùng. Được cái đám này nó chữa mình là quý vô cùng. Có khi mình ăn chay 30-40 năm mà mình bị cái bệnh này mình chết luôn, mình nói đây là bệnh nghiệp, không có nghiệp. Nghiệp là ba mình đã tạo ra cho mình. Đây gọi là nghiệp từ kiếp. Kiếp trước. Lại cha mặn có khát nước cái đó. Đó. Cha ăn mặn con khát nước cháu đi tiểu. Đó nè. À. Vậy tóm lại cha đang nói cái chỗ là do bởi con người ta chọn cái động vật là lẽ sống. Bây giờ họ không bỏ lẽ sống này được. Thì bây giờ họ bỏ không được, họ hạ cái lẽ sống này qua thành cái ăn thanh và ăn trừ. Vậy thì bây giờ làm sao chúng ta hướng người ta về cái ăn cây cỏ mà hạt giống này? Cho dù anh có bị bệnh tật gì đó thì cái bệnh tật anh đã gieo rồi, đằng trước đó anh đã gieo rồi, thì bây giờ anh phải gặt cái nặng này. Nhưng mà ngay bây giờ anh đã gặt cái nặng này nhẹ hơn là anh chưa gieo, nhẹ hơn là anh chưa có ăn chay. Đó nè. Và ngược lại, khoa học chứng minh cái cây cỏ mang giống là thức ăn nano. Thức ăn đó là thức ăn nước. Khi mình ăn vào rồi, cơ thể mình nó tắm cơ thể mình, nó làm cho cơ thể mình trong sạch. Còn mình ăn động vật thì cơ thể mình không sạch. Mình tắm ba cái máu mủ không, tắm ba cái kiếp của con động vật không được nha. Đó là lý do tại làm sao con ăn mà con bệnh. Là bởi vì do cái tinh trùng của ba mình á, mình nói rõ vậy cho dễ hiểu đi ha. Còn nếu mình nói mặt sống chủng tử thì khó hiểu. Nói thẳng, ba tôi ăn động vật, má tôi ăn động vật, đẻ ra tôi con động vật, đầu giá nào tôi cũng bị bệnh đó, sớm như muộn tôi sẽ bị bệnh ha. Vậy thì cha hy vọng rằng 50 năm nữa, 100 năm nữa thì có những con người xuất hiện trên cõi đời này là họ, cái mầm sống của họ là cây cỏ. Hy vọng 50 năm tới 100 năm nữa mới có. Còn cái đám của tụi mình chết sạch, đám tụi mình cha má ăn động vật không? Thế nè, ăn động vật không? Đó. Bởi vì cha hay nói giỡn, cha hay nói giỡn với mọi người. Tại sao mà người công giáo, tất cả các linh mục công giáo ăn động vật mà cha tưởng cái cỏ? Nè, cha nói giỡn cho vui. Hồi đó cha tao đẻ tao ra là năm 1977. Vậy thì năm 1975 cha tao còn đi lính có tiền, ăn ngon mặc đẹp ngủ ấm. Đến khi mà năm 75 hòa bình lên là cha tao thất nghiệp, là từ 75 tới 77 ăn bo bo không à. Cha tao ăn bo bo, đẻ là tao bo bo cho nên giờ tao mới ăn cây cỏ được. Thấy không nè. Chứ nếu mà những năm đó mà cha tao ăn động vật là đẻ tao ra, giờ tao có ăn động vật không? Vì tao phát hiện ra là cái chỗ đó là ổng ăn cây cỏ, cho nên đẻ tao ra tao khoái ăn cây cỏ. Cuối cùng có mình cha từng ăn cây cỏ thôi, còn tất cả các linh mục ăn động vật hết. Dĩ nhiên nói vậy cũng không đúng, nói chơi mà, nãy giờ nó giỡn cho vui mà. Nhưng mà nói thực tế, nói theo thiêng liêng thì chắc có lẽ một cách nào đó Chúa đã nhắc nhở đến ông để ông ăn chay, để ông chịu bệnh. Còn nói về khoa học nhân loại thì ít nhất ông cũng có trí hiểu, ông mới hiểu được cái điều này. Phải nè, mình nói cho nó công bằng. Về mặt thiêng liêng, có khả năng là Chúa đã mặc khải cho ông cha tường điều gì đó, ông mới bỏ cái ngai vàng là linh mục về nhà ăn chay để trị bệnh, mà trị bệnh nan y. Xét về mặt khoa học thì ông phải có một cái trình độ nhất định nào đó ông mới hiểu được chỗ này và ông mới ăn cái này. Như vậy cha nói là hồi nãy cha nói á, cái lẽ sống của người ta là ăn động vật, thì giờ mình bắt ta không được, mình hạ xuống là ăn thanh hoặc ăn trụ. Thế nè, để từ cái người ta ăn thanh người ta dẫn lên cái ăn cây cỏ. Đó nè. Rồi những người ăn trượt người ta nhìn qua người ăn thanh, từ từ ta hướng theo, nhưng không được. Nghe cái mấu chốt của chỗ là phải dạy cho con hiểu, chứ không có hạ xuống là từ từ con ăn luôn đi theo, không được chỗ này. Bây giờ cha nói cho con cái hàng rào đó, con không được ra, con ra xe đụng con chết queo, nó sợ liền.
Con có nói à, tại cha đóng hàng cửa hàng rào vậy cho con muốn ra con cẩn thận. Không được. Mình đi trên chiếc phà. Thì trên chiếc phà người ta để cái bảng là cấm ra mỏ phà. Có ai đi phà không? Có ai đi phà rồi biết phải không? Để chữ cấm ra mỏ phà mình dám ra không? Còn nếu để là cẩn thận đừng ra mỏ phà là mình ra. Mình ra mà mình cẩn thận mà đã biết ra đó là chết. Phải cấm ngay. Giống như cha nói, đã biết ăn cây cỏ mà giống là thức ăn mà Thượng Đế an bài khoa học chứng minh nó là thức ăn nano, anh phải ăn. Còn nếu anh ăn động vật là anh phải chết vì anh ăn sai thức ăn. Ngược lại, anh ăn cái này mà anh bệnh là tại vì cái tinh trùng của ba anh là động vật. Vậy thôi, hôm nay sẽ anh sẽ gặp phải chỗ này. Nhưng mà khi anh gặp cái nạn này, thế nào cũng có Bồ Tát cứu chữa anh. Phải vậy không? Vì anh đã ăn chay mấy chục năm rồi, cho nên khi anh bị nạn sẽ có người đến cứu anh liền. Ông này anh dẫn về. Ông này là Bồ Tát đây. Rõ ràng ông là Bồ Tát dẫn con về. Chứ nếu ông dẫn con về cha con biết, cha biết con đâu chị. Không nè. Rõ ràng. Dù biết rằng con ăn đúng thức ăn đó mà nhưng con bệnh là bởi vì cha má mình đã truyền cho mình một cái căn bệnh rồi. Căn bệnh truyền kiếp đó rồi. Nhưng mà khi con ra đời con ăn chay ba mấy bốn chục năm mà con được cứu là bởi vì quá trình đó con ăn chay, con thờ Phật, con thờ trời, rồi con làm những điều lành. Tới khi con gặp nạn có người đến cứu con thì ông này đâu đơn giản mà ông dẫn con tới đây. Ông có chùa chiền nhà thờ nhà thánh võng chứ đâu phải đơn giản mà ông dẫn con đi. Không nè, rồi ông còn gia đình còn vợ còn con nữa. Ô, con xin lỗi có phải vậy không, cũng có gia đình ra ngoài ha. Đó, đâu phải đơn giản mà ông dẫn mình đi được đâu. Không nè, vậy cha nói lại, cha nói về cái ăn thanh ăn trượt ăn chay ăn mặn rồi ha. Bây giờ vấn đề là đưa con đến chỗ hiểu. Hiểu ở chỗ là thức ăn này là thức ăn nano, là khoa học xác nhận đây là thức ăn mà có dung nạp là cây cỏ này. Và Thượng Đế đã an bài cho mình thức ăn này ngay từ khi tạo thành vũ trụ. Và Đức Phật ra đời cách đây là 2600 năm, Đức Phật đã nói không được sát sanh hại vật, đồng nghĩa không được ăn động vật. Nhưng mà tại anh ăn không chết nên chịu. Các ngài nói rồi, các ngài đi hết rồi, các ngài không còn ở đây nữa. Bây giờ cha đang nói với con rồi, ngày mai này cha cũng đi rồi. Bây giờ con không ăn, con chết, cha không chết. Thế nào? Bây giờ cha đã tìm ra được một đường hướng chữa trị bệnh nan y cho mọi người rồi. Thì ngày mai này cha đi đó. Rồi mọi người ở lại tự an ủi nhau, tự dùng lời lẽ đức tin để mà tín nhiệm nhau rồi chữa trị cho nhau. Đừng hòng kiếm cha được khó. Không tự. Ai cũng nghĩ rằng kiếm cha dễ, không có dễ đâu. Ngày mai này cha lên đường rồi. Thế? Thì tự động mà lo mà thu xếp mà ăn uống như thế nào, rồi cách trị bệnh ra làm sao, cứu mạng như thế nào, tự sắp xếp. Cha cũng để lại cho tất cả những người này không biết cách hết rồi. Thì đối với cha bây giờ cha không tha thiết gì đó. Cha không có cái này là quan trọng, cái này quan trọng, cái này quan trọng. Cha không có người này quan trọng, người này quan trọng, vật này quan trọng, tiền này quan trọng, nhà này quan trọng, cho cha dẹp hết một sự. Cha đã chỉ hết rồi không? Chúa Giê-xu cũng phải lên đường về trời. Đức Phật cũng phải lên đường nhập Niết Bàn. Cha cũng phải lên đường đi. Không có khổ được. Ở lại mà lo mà an ủi mà học hỏi mà tự cứu nha. Tự thắp đuốc mà đi. Tự cứu lấy mình. Chứ không ai ở đây mà làm thay cho mình. Bởi vì cha nói á, cha cũng nói chơi cái nữa. Cha hay nói hoài, cha bị lạc vô cái hành tinh này. Hiện giờ xung quanh cha động vật không có mình cha cây cỏ à. Có lắm là ăn thanh ăn trượt á. Có lắm là ăn chay ăn mặn. Có mình cha cây cỏ à. Vậy nói như vậy thì ông sư thầy ông ăn chay rồi sao? Tại anh đi tu anh mới ăn chay. Anh ở ngoài chưa chắc à. Còn cha nè, cha đang ăn mặn nè. Linh mục mà cha đang ăn mặn, tiền người ta đưa tới túi, thức ăn đưa tới răng, mà cha dẹp hết trang cây cỏ này đó. Cha giờ thấy có mình cha à. Mà thực tế là như vậy. Ở bên đạo cha có được ăn chay không? Ăn mặn không à. Cha ăn chay cho mới bị đuổi rồi. Thế nào? Cha ăn chay cho mới bị đuổi. Mà cha giờ thấy không ai ăn giống cha đâu. Cho nên cha nói với cha là chắc tại mình đi lạc. Mình đi lạc trong cái vũ trụ này. Thôi thì mình cũng ráng cứu vài người đi rồi mình đi chỗ khác chơi. Đúng lý ra cha phải ở một cái hành tinh nào đó mới đúng. Còn hành tinh này cha nói cho đi lạc thôi. Tất cả là ăn thanh, ăn trượt, ăn chay, trai, ăn mạng. Còn cha ăn cây cỏ. Mà người của cha đâu phải người ăn cây cỏ.
cha là linh mục mà, là chánh sở mà, cha phải ăn mặn. Mà tại sao cha ăn chay như vậy? Có phải là cha đi lạc không? Cha đi lạc tiêu rồi. Bây giờ xung quanh cha không có bạn, không có một người nào là bạn hết. Có thằng bạn, bạn đỡ đỡ là nó ăn thanh ăn trượt, bạn đỡ đỡ thôi. Bạn đỡ đỡ là ăn chay ăn mặn nè, chứ còn bạn ăn như cỏ không có. Bởi vậy cha mới bị nhốt, cha mới bị tất cả mọi người nhốt hết, chứ không phải nói là đạo không sao. Đạo Phật cũng nhốt mà cao đài cũng nhốt. Người ta ăn thanh ăn trượt, cha ăn cái cỏ là sao? Đó nè, bây giờ cha lại cho gặp cái người này cao đài mà họ ăn thanh ăn trượt. Tôi ăn thanh một tháng 4 ngày, ăn trượt một tháng là 6 ngày. Ông ăn cây cỏ đủ không đi? Ông ăn như tôi mới được, phải không? Bên Phật, tôi ăn chay tháng 10 ngày, ăn mặn 20 ngày, ông ăn cây cỏ đuổi không đi luôn. Còn đạo của cháu nó ăn mặn đuổi lẹ. Đuổi lẹ luôn. Cha nói đạo thần quá. Có phải là cha đi lạc đường không không? Tại cha nói gì chứ đâu thần này. Cha đi lạc đường. Bởi vậy cuối cùng là họ nhốt cha. Nhưng không, cũng vì đó mà nhân loại còn có một người chỉ cho mình một con đường đi và chữa trị thôi. Và bằng chứng cha chữa không được ngày hôm nay con không tới đây để làm gì. Chữa được con không tới đây. Chữa không được con không tới đây để làm gì. Cuối cùng Thượng Đế còn thương, Thượng Đế còn thương mọi người. Đó là cha tâm tình như vậy. Bây giờ cha nói riêng gì về con nha. Bắt đầu từ hôm nay trở đi, con vô đây con khám bệnh, con hãy nghe lời ban diện chẳng như cứu mạng con. Sau khi đó, trong quá trình con khám bệnh, con hãy cầu nguyện cho chồng, cho con, cho chồng sớm láng giềng, nhất là cầu nguyện cho ông sư huynh này nha. Ông phải bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ vợ, bỏ con, bỏ đất, bỏ điền, bỏ tất cả đi chẳng con đi cứu mạng. Con phải cầu nguyện cho ông nha. Kể cả gia đình con phải biết nghe lời nha. Đó là cái tâm tình của cha đối với người bệnh nha. Riêng tâm tình của cha đối với ông nha, huynh ha. Ngày hôm qua ông là trưởng ở trong cái chùa Cao Đài là bình thường đó. Hôm nay ông mới khác thường. Cái chức trưởng đó vẫn là trưởng, nhưng mà cái chức trưởng nó mang một cái trọng trách là gắn người đi cứu sống lớn. Cứu một mạng người bằng xây 10 cái nóc chùa Cao Đài đúng không ạ? Phải không nè? Ngày hôm qua ông làm trưởng chùa Cao Đài, ông tụng kinh niệm Phật, đọc kinh gì cho giáo hữu ông. Nhưng ngày hôm nay ông cũng về tụng kinh niệm Phật cho giáo hữu ông, nhưng mà giáo hữu ông nó dòm ở sau lưng ông, nó nói ông nói tụng kinh niệm Phật là chuyện ông phải làm, mà ông làm chuyện cao hơn nữa bay ơi. Ông dẫn bà đến chữa ông, có phải vậy không? Cái giá trị của sư huynh nó phải lớn hơn nha. Cho nên mình phải, và ngang cái chỗ mà người ta tôn vinh mình đó, mình phải ráng sống tốt hơn nữa nha. Mình phải ráng sống tốt hơn nữa, và mình phải ráng làm sao cho bút tích của cao đài nó ở gần với mình. Ở bên đó gọi là bút tích phải không? Dán cờ bút tích. À, bút tích của cao đài đó phải gần với mình hơn, có nghĩa là mình sống với cái lời đó đó gần gũi hơn. Và cuối cùng mình phải, ngày hôm nay không phải mình dẫn một người này mà nhiều người cần đến mình phải dẫn. Bởi đây là một cái chuyện cứu mạng. Mình tu cả đời chưa hẳn bằng mình cứu một nha. Mà nếu không có ông dẫn bà này đến đây thì bà này phải chết nha. Ở đây cho tường nhất định không cứu được. Bởi vì ông dẫn bà này đến đây để nói lên rằng từ nay trở đi bà này có tu, bà phải biết ông là ai, bà phải biết cái chùa là ai. Và mỗi lần mà những người trong chùa người ta đề nghị mình làm gì, mình phải biết, mình phải làm theo, mình phải tu với người ta. Chứ giờ mình không tu không làm gì hết, mà tới chừng mình bệnh mình lo này đi, không đi cũng đâu biết mình là ai mà đi. Không nè, ngang qua điều này tất cả mọi người đều thương nhau. Không nè, giữa tín hữu, giữa các siêu huynh đều thương tín hữu của mình, tín hữu của mình thương siêu huynh của mình. Chứ không phải ở đây cha làm cho mọi người thương nhau, chứ không phải là thương cha. Ngang qua cái dịp này thì mọi người thương nhau, mọi người xích lợi gần nhau hơn. Chứ còn riêng cha thì không quan trọng gì, cha chỉ là người qua đường thôi. Cha xuất hiện ở đây một thời gian nào đó rồi cha cũng đã đi. Cha chỉ hết những gì cha có thể chỉ được rồi cha đi. Cuối cùng trong trời đất vũ trụ này tóm lại có 7 chữ thôi. Cái đời sống của một con người tại thế này cha tóm lại có 7 chữ thôi. Ăn cây cỏ,
buông bỏ cho không. Có 7 chữ. Ai làm được 7 chữ này thì người đó sẽ thành công ở tại thế. Ăn cây cỏ, tức là mình không nói thêm nữa, ăn cây cỏ mà hạt giống đó, mà mình cho tới 3 chữ. Ăn cây cỏ, buông bỏ là buông bỏ tất cả tiền bạc, tất cả những gì mình có thể mình ham muốn rồi mình buông bỏ, cho không, 2 chữ. Vậy thì cha gọi là 7 chữ vàng: ăn cây cỏ, buông bỏ, cho không. Phải 7 chữ không? Cha được gọi là 7 chữ vàng: ăn cây cỏ, buông bỏ, cho không. Tất cả mọi người ở dưới thế này làm được 7 chữ này thì chắc chắn trời đất sẽ nhìn đến mình. Và khi mình nhắm mắt, trời đất sẽ biết mình là ai. Đó là những lời mà cha khuyên dạy cuối cùng. Nhiều khi có ca này cuối cùng thì cha nghĩ, cha nghĩ rằng mình cha chết rồi. Thế nào? Đó là những lời cha nhắc nhở vậy nha. Bây giờ tiếp theo, khi mà vô nhận bệnh thì mình có hai cái giấy để làm. Một là đơn xin khám chữa bệnh. Đơn xin khám chữa bệnh này là do bởi con đến đây, con phải làm cái đơn xin là vì khám bệnh không trả tiền. Nhưng con phải làm cái đơn xin, con ký tên vô đây. Ngày mai này con hết bệnh, con sẽ không có nói ngược lại ở đây lấy tiền con. Thế nè, con cũng không nói ngược ông này, ông nói rồi ông dẫn tôi đi chứ ông ở đầu tôi 50 triệu. Thế nè, rồi ông này cũng không nói ngược con, tao dẫn mày đi hết bệnh rồi mới đưa tao 50 triệu rồi mới đúng. Rồi cha cũng không đòi tiền con mà con cũng đòi tiền. Tất cả con ký vô đây là một sự bình an, ký vô. Ký thì em viết kèm cho à, viết kèm cho mẹ con. Viết cái nội dung tên này luôn cho họ nắm xong. Ký đi. Ký tên. Ký trên giữa. Rồi nha. Như vậy là con có một cái bộ hồ sơ là yêu thương và cho không nha. Con trị bệnh cho đến ngày con về con cũng phải trả tiền, nhưng tiền phòng phải trả nha con. Tiền phòng là tiền mua một trọ với lại mua 10 kg gạo nhà hết bệnh thôi. Ăn có 10 kg gạo là dữ lắm không ơi. Đây là một cái giấy thứ hai là giấy cam kết khám bệnh. Tất cả mọi người đến đây trị bệnh là phải làm một giấy cam kết chết không được thưa kiện nha. Không có biết bệnh này, không biết chết ngày nào. Lỡ đang trị bệnh cho con, ngày mai chúng gió chết con thưa cha nhà mà sư huynh này ở tù, ta không thể nào ở không học pháp ở tù mà không học pháp nha. Tại vì bệnh con bệnh nặng rồi, không biết chết bữa nào. Hơn nữa cha nói cho con nghe, làm giấy này để cha không khoái nữa. Thời buổi này cha con đi với nhau mà sợ nó thương. Con thấy vô duyên không? Có gì? Con thấy vô duyên chỗ này không? Cha chữa bệnh cho con thì chết con gì cũng chôn, sao con thương cha? Con thấy vô duyên không? Cha dẫn con đi chữa bệnh mà nếu con chết con thương cha con, sao dẫn con đi chữa bệnh không vậy? Cái tình thương không còn. Thời buổi này là gọi là tam giáo quy nguyên, không còn, nó mất tiêu rồi. Mất tiêu cái chữ đó. Tôn giáo đại đồng mất hết. Thực ra trong lòng cha không mang cái giấy này, vì cái giấy cam kết khám chữa bệnh chết không thường là cái giấy này con, cái đời sống của con người ngày hôm nay thấp đó. Đời sống với nhau. Nhưng mà cha mong mỗi lần cha làm những chục đứa nữa là đứa thứ 11 dẹp luôn cái này. Mày chết mày về chôn mà đừng thương tao, đúng rồi. Nhưng mà không có được, không chấp nhận. Là làm cái giấy này lỡ con chết, con móc cái giấy này ra không thưa được, thế ớn vô cùng. Đối với cha điều này cha không ham đâu. Cha không ham, mà bây giờ cha chữa cho con, cha không cần con làm giấy cũng được. Con thưa cha đi ở tù cho khoái nữa, cho khỏe khỏi chữa ai. Nhưng mà sợ thưa cái đám này tội nghiệp nó chưa vợ chưa chồng không. Liên lụy tới đám này nữa, đám này đang có vợ có chồng nên tao ở tù cho tao ở được. Bản thân cha con thưa cha cho mừng, cho vô tù cho ngồi, cho khỏi chữa bệnh. Đúng vậy không? Đó. Ngày mai này có mình cha chữa con, khỏi giấy tờ lại chữa cho chết em về chôn. Thấy không? Đó vậy, đó vậy. Nhưng mà chừng nào sẽ bác được cái giấy này, cha mong ngày ấy. Cha mong cái ngày bác cái giấy thư kiện này.
cha mong vậy đó. Nhưng mà điều cha mong mỏi có khả năng có xảy ra gì? Chỉ cái điều cha mong mỏi là cái điều cây cỏ mang hạt giống yêu thương và cho con. Bạn đi tới bạn đó, thấy bạn không? Bạn ngoài cửa đó, yêu thương và cho con. À, vậy thì con phải ký vô đây nha, ký cho mẹ đi con. Con ký tha cho mẹ con luôn. Rồi ông sư huynh cũng phải ký vô đây, đóng mộc vô đây nha. Rồi con chưa ký nữa. Chứ nếu mà mình sống tốt lành với nhau đâu cần giấy này không? Phải không? Đã cha chữa bệnh mà hôm nãy ta giết con. Ta giết con chứ chữa chi vậy? Với nhau hết rồi con làm vậy mà không làm thưa. Theo là chứng hàng. Đó. Ông này phải đem cái mọc theo vậy, nếu ông đem nó nói là ổng người giả, khổ vô cùng khổ. Mà trong khi đó ông đội mắng, đội mũ vậy đó mà nó không giả. Mặc áo dài, khăn đóng vậy đó mà nó không giả, tức gì đâu tức. Đó. Sống đã vậy đó mà không có ông ký, nó không giả, sướng không? Khổ vô cùng khổ mà, bởi vì cái pháp lý này quan trọng lắm con. À, làm cho ổng một miếng giấy này nữa để ông đem về chùa ổng. Để ai có hỏi ổng là ông đi đâu, ông làm gì thì ổng có cái này ổng rút ra. Để ông thôi người ta nói ổng dẫn đi đâu tùm lum. Thế nè, khổ ổng dữ lắm, coi vậy chứ làm lớn ấy, cũng có người nhỏ nó thưa. Thấy vậy không? Có kẻ dưới đó, nó muốn ham làm lớn đó, nó đòi lên đó, nó thưa. Chuyện đó là hàng ngày hoài. Nhưng mà cha ký cho ông một cái chữ ký đây thì tụi nhỏ ông nó không nói ông đi bậy, vì con cha tường ký vô đây xác nhận là ông đi đến làm chuyện này nha. Rồi ông giữ cái giấy này thì tất cả những người dưới ông cũng thương ông được, bởi vì cha đã xác nhận vô đây là ông đi làm chuyện này nha. Em giữ đây lỡ là bề dưới của ông mà nó lập đàn mây mưa á. Bởi vì hãy bề trên ăn ở không đàng hoàng thì bề dưới lập đàn mây mưa. Mà bề trên đưa con chiên đến đây khám bệnh mà không có giấy này là nó nói ăn ở không đàng hoàng. Ở dưới nó lập đàn mây mưa nó thưa. Bây giờ khi ông về mà nó lập đàn mây mưa nó thưa, ông móc cái giấy này ra là nó không thưa ông được nữa. Ông có bằng chứng tôi đi đến đây tôi làm chuyện đó nha. Cho nên ký cho ông thêm tờ nữa nha. Vậy ông không có bị khó khăn gì. Nếu chúng ta không cân đo đong đếm sát sườn thì khúc sau lủng củng nha, khúc sau nó lủng củng vô cùng. Rồi như vậy thì chút nữa ông sẽ nhận giấy này nha. Bây giờ cái phần còn lại là cha giao bệnh nhân lại cho ban diện chẩn. Nhưng hồi nãy giờ cha không có nói thêm những đề cái phát đồ. Nhưng mà tự con phải hiểu nha. Tự con phải hiểu, ví dụ như con không hiểu con phải hỏi những người ở trong phòng khám á. Những người mà cùng bệnh nhân nằm chung với mình á, ta hướng dẫn chỉ cho mình. Người đi trước chỉ người đi sau ha. Chị ngã em nâng ha. Bây giờ mình có là 100 tuổi nhưng mà mình mới vô sau nhỏ hơn ngày thì nó cũng là chị mình. Nó mới có 15 tuổi à mà nó bị bệnh ung thư rồi, chị ơi em làm sao. Dù là mình 100 tuổi mà nó bằng chị nên nó chỉ mình. Nói thì nói cho vui vậy thôi. Nhưng mà phải hỏi những người đi trước. Cái phát đồ của cha khó lắm. Mà nếu trật cái phát đồ của cha đủ, cha không chứa nha. Cha nói trước rồi đó nha. Vậy nha, cái phát đồ của cha là nghiêm minh trị, cha trị mới hết bệnh được nha. Rồi thôi. Thầy có ý kiến gì không? Không có ý kiến gì hơn thì trước thiệt hay là nào giờ thì không biết. Thì cũng mới đến đây thì cũng biết lên một đây, phụ bên đây như là cái có tinh thần để giúp cho bà con cho phân lấy tiền tận tình cứu chữa. Thì như nhờ nghe được tao bảo là anh em đây nhờ cô đi đó, rồi đến đây trực tiếp là trực tiếp cái phụ bên đây hiểu rõ về sự tình, được cái gì là quý giá lắm. Thì không có gì hơn thì trước thì chúc sức khỏe cho mọi người, trước phụ huynh sau mọi người cùng tác ở đây, cho cũng gửi gắm lại những bệnh nhân thì mong thầy phụ huynh cứu chữa tận tình giúp đỡ. Khi trở về được tươi tắn mạnh dỗ mạnh khỏe hơn. Ngày hôm qua còn ở ngoài cổng
thì còn đòi hỏi giấy tờ. Còn khi vô chỗ này rồi là ông không cần phải lo nữa, tự tụi này biết cách lo, ông không cần phải lo lắng gì. Nhưng bệnh này là nói theo đạo Phật là bệnh nghiệp, thì chúng ta một mặt chúng ta chữa trị, một mặt chúng ta phải đọc kinh cầu nguyện cho nha. Tất cả những người đi theo phải hiểu được điều này, mình cầu nguyện cho người chị em của mình không có lỗ bao giờ nha, giúp đỡ cho người chị em mình không lỗ bao giờ, sau này người ta sẽ giúp đỡ lại cho mình nha thầy ha. Ông có ý kiến gì không? Tôi cha tôi chồng của cô đơn. Dạ, chồng của cô đơn. Xin nói là được biết cha có trị bệnh lên mạng đó, là có cũng có giờ lẽ là cơ duyên của trời Phật Chúa an bài mới giúp được cha. Biết được cha là giữ được cái nguyên thủy của Đức Chúa ngày xưa là ăn chay, tôi có coi kinh thánh biết mà rất là mừng vì cha người đặc biệt như cha chùa. Hôm nay bà xã tôi đến đây được cha nhận được điều gì, tôi rất là mừng, mong rằng tất cả những người bệnh là cho bà xã tôi. Tốt lắm, tốt lắm nha. Cảm ơn ông nha. Còn ai có ý kiến gì nữa? Mọi người có tư tưởng gì không? Hả? Chị có nói gì không? Bà có nói gì không? Ở đây thì đúng rồi. Ở đây thì chỉ biết thành thật tri ân thôi chứ không biết gì. Rồi, coi vậy được ha. Vậy là rõ ràng là chúng ta tất cả mọi người cùng vui vẻ với nhau lên xuồng trị bệnh các bạn ơi. Hai cái từ tri ân đó bằng cái từ là ăn cây cỏ mà hạt giống nha. Chứ đừng ăn thanh ăn trượt ở đây nữa. Dạ ví dụ ăn thanh ăn trượt, phải coi cây cỏ mà hạt giống là lẽ sống của mình. Đừng ăn thanh và ăn trượt nữa mà phải ăn cây cỏ mà hạt giống. Đó là hai lời cảm ơn, hai lời tri ân. Chính chuyện biết câu đó hồi xưa đó mà ta giờ chọn tôi bắt đầu ăn chay ha, à, phải ăn cây cỏ. Ngày mai thì cây cỏ không có ăn đừng nó ăn động vật, vì động vật nó không phải là thức ăn của mình, nó có cách của nó hết à, nó có cách đi của nó hết. Còn cây cỏ mà giống là thức ăn của mình cho nên nó khoe trái đó. Nên nó khoe bông, khoe trái, khoe đủ thứ, nó trái, nó ra trái cái là mình giờ thấy nó bay mùi thơm đó nè, nó bay mùi thơm cho mình ăn luôn mà mình không thấy khoái. Còn con động vật nó bay mùi ấy mà thấy mình khoái, bay mùi ấy mình ăn nó mình giúp nó hả cha, cũng như cây quế mình ngắt đổ nhà ta phải tắm đổ đó. Nó ra trái là sứ mạng của nó là nuôi mình. Nó ra trái nó tỏa mùi hương cho mình ăn mà mình không thấy thơm. Còn con heo nó ra mùi ấy mà vẫn thấy ăn. Còn nó ra mùi thơm mà mình không chê, mà nó ra mùi ấy mình vẫn thích. Bởi vậy rõ ràng tất cả là sai hết. Bây giờ chúng ta phải sửa mình lại nha. Hãy đi trở lại nghe con, để chúng ta tránh đi cái nghiệp. Bên đạo Phật gọi là nghiệp sát sanh, còn bên Chúa gọi là anh em của mình. Các con hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Đọc con người, động vật, cây cỏ đều được nghe tin mừng. Tại sao mình ăn nó? Sai hết rồi. Đạo nào cũng sai hết rồi, sửa mình trở lại. Nghĩa là đức tin Phật dạy, Chúa dạy không sai, nhưng mà người theo nó sai hết rồi. Phải sửa mình lại đi nha. Còn sửa lại phải đón nhận cái bệnh đau, cái nghiệp. Bệnh quá thì gọi là nghiệp, nghiệp gì đấy, chữa hết thì còn nghiệp không? Mai mốt có hết bệnh con nói bệnh nghiệp không? Rồi mai mốt có hết bệnh con nói chú gọi con về không? Gọi ngày nào? Chữa không được cái nói chú gọi về, chữa không được cái bệnh nghiệp, ta chữa hết thì còn nghiệp không? Phải không nào? Không có nghiệp báo gì đây, do bởi mình sai, Chúa không sai, Phật không sai, mình sai, bút tích của cao đài không sai, mà mình xóa thì mình làm lạc. Rồi, bây giờ cuối cùng cha mời huynh và tất cả mọi người dùng cơm chay cho nha. Rồi trước khi dùng cơm chay dẫn mình ăn vô phòng nha. Rồi, xin mời đứng lên. Sáng danh Chúa Cha, danh Chúa Con, danh Chúa Thánh Thần. Cô
thì dân chúng nhân từ cho các đảng mình nào mình chôn hiện nay xem thấy mà cái chủ đề sáng hôm nay vậy cũng nhân cha và con và phẩm thần. Xin mời huynh dẫn bệnh nhân vô tới phòng nha. Thiên Chúa là tình yêu, nơi nào có tình yêu thương là ở đó có Thiên Chúa ngự trị.
cho tôi yên tiệc thơm hương hoa, Ngài rót cho tôi ly rượu thắm chan hòa, đủ tôi người sức dầu thơm nồng nàn. Chúa chăn nuôi tôi, Chúa chăn nuôi tôi, Chúa đưa tôi đi qua mọi nẻo đường. Người đưa tôi đi lên núi cao say sưa gió biển, vui uống suối miền Nam, vững tâm qua rừng biển núi. Lòng không lo âu tuy vào giữa nơi vây quân thù, lòng vẫn êm đềm dù trời đêm thung lũng đầy sương mù. Cùng Chúa hiên ngang, nhờ Chúa tôi vui bao ngày tháng huy hoàng, trần gian tươi thắm mùa xuân địa đàng.